Kính chào bà con. Bà con đang theo dõi chương trình khuyến nông được phát sóng trên kênh truyền hình nông nghiệp nông thôn VTC16. Thưa bà con, đây là những con bò thuộc giống 3B. Khối lượng bò trưởng thành có thể đạt từ 900 cho tới 1.250 kg với con đực và 600 cho tới 800 kg với con cái. Tỷ lệ thịt sẻ đạt tới 70%. Được mệnh danh là cỗ máy sản xuất thịt, bò 3B đang giúp chàng thanh niên Vũ Kim Tuyền tại xã Thuận Mỹ, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội có nguồn thu nhập hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Sinh năm 1987, nhưng anh Vũ Kim Tuyền đang là tỷ phú ở tuổi 30 với mô hình chăn nuôi bò 3B. Đây là giống bò chuyên dụng lấy thịt của Bỉ. Mỗi năm, trang trại cung cấp cho thị trường khoảng 30 tấn thịt bò, mang về cho anh lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng. Trừ cái mức độ chi phí trung bình một tháng trên một con từ 700 đến 1 triệu, thì lợi nhuận một con bò sẽ mang lại là 1 triệu đến 1 triệu 2 trên một tháng. Bò lai 3B được các kỹ sư chăn nuôi tiến hành nghiên cứu lai tạo từ bò đực giống của Bỉ và bò cái nền lai xin Việt Nam từ năm 2012. Giống bò lai này kết hợp được cả tốc độ tăng trọng nhanh, chất lượng thịt tốt của bố, bò siêu thịt 3B và sự thích nghi với điều kiện môi trường sống của bò mẹ, bò lai xin Việt Nam. Tôi cũng trải qua rất là nhiều giống bò thử nghiệm nuôi về cái mục đích hướng thịt. Qua cái giống bò AB thì tôi thấy con bò AB nó sức đề kháng rất là tốt chống chọi với thời tiết. Nó có thể phàm ăn hơn so với giống bò thường. Cái tốc độ phát triển của con bò đạt từ 30 đến 35 kg trên một tháng. Để đảm bảo sản xuất khép kín, anh Tuyền đang trồng hơn 1 hectare cỏ voi VA06 từ nguồn phân bò ủ hoai mục rồi lấy cỏ để cho bò ăn. Cùng với đó là hệ thống chuồng trại nuôi 80 con bò, gồm nhiều lứa tuổi từ 4 tháng tới 18 tháng. Toàn bộ đều được nuôi bằng quy trình sạch, khép kín. Với cái mô hình chăn nuôi khép kín, quản lý từ đầu ra đầu vào này thì nó mang lại cái lợi ích kinh tế rất cao. Nó sẽ giảm được cái tác hại về môi trường là việc đầu tiên. Thứ hai nữa là nó tận dụng được các nguồn thức ăn và giúp cho gia đình cái lợi nhuận kinh tế nó tăng cao. Tại trang trại nuôi bò của anh Tuyền, chuồng nuôi được anh thiết kế khoa học, đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Những con bò 3B sẽ được nuôi nhốt trong từng ô dài 2,5m, rộng 1m. Với cái hình thức nuôi nhốt hiện nay như gia đình đang áp dụng thì thấy con bò nó phát triển rất tốt và mình quản lý con bò rất là dễ. Các khâu thức ăn, nước uống, lịch phòng bệnh cho bò đều được kiểm soát chặt chẽ. Đối với cái giống bò 3B này thì ta cứ thường thường phòng bệnh là 6 tháng một lần, tiêm định kỳ đó là cái mũi lờ mồm long móng và mũi tụ huyết trùng. Với nguồn thức ăn như từ cỏ và thức ăn tinh thì phối trộn và tự ủ lên men, không dùng chất cấm. Và cái nguồn nước uống thì mình cũng xử lý qua hệ thống lọc, rất là sạch. Về thức ăn cho bò 3B, anh Tuyền đã kết hợp cả thức ăn tinh, thức ăn thô xanh và thức ăn ủ chua. Với mỗi giai đoạn, bò sẽ được cho ăn theo một tỷ lệ tương ứng đảm bảo đủ chất cũng như về lượng. Với cái con B mới tách mẹ thì nó rất là thích ăn những cái đồ thức ăn tươi xanh. Thì ta sẽ tăng cái khẩu phần ăn của con B rằng là chủ yếu là bằng cỏ tươi xanh. Trong giai đoạn bò vỗ béo thì ta nên kết hợp với cái cỏ ủ chua để giúp cho con bò nó tiêu hóa tốt hơn và nó sẽ hấp thu được tối đa các loại thức ăn mình đưa vào. Bò 3B khi đạt trọng lượng trên 500 kg sẽ cho tỷ lệ thịt sẻ đạt 60-70%, cao hơn 10-20% so với các giống bò thông thường. Chất lượng thịt bò thơm, ngon, ăn mềm. Đây cũng là lý do mà đầu ra cho sản phẩm thịt bò 3B của anh Tuyền luôn cung không đủ cầu. Con bò thịt của gia đình bán ra cho các thương lái và các lò mổ hiện nay thì không có đủ sức chăn nuôi để bán cho các lò mổ và cái thị trường hiện nay rất là ưa chuộng. Tại Hà Nội hiện đã có 16 huyện trên toàn thành phố đã phát triển giống bò này, trong đó có 5 huyện phát triển nhiều nhất là Ba Vì, Sóc Sơn, Phú Xuyên, Chương Mỹ và Gia Lâm. Tính đến nay, tổng đàn bò 3B toàn huyện Ba Vì đạt 10.500 con. Cái con bò này nó có thể nói là một con bò mà có thể nuôi với chất điều kiện nông hộ bình thường cũng có thể chăn nuôi được.
là một trong những hộ chăn nuôi bò 3B tiên phong tại xã Thuần Mỹ. Trại bò siêu thịt 3B của anh Tuyền hiện đang là mô hình kinh tế điển hình trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thưa bà con, không những chăn nuôi giỏi, chàng trai trẻ Vũ Kim Tuyền còn được biết tới là người luôn học hỏi, nhiệt huyết. Theo như chia sẻ của anh Tuyền, để chăn nuôi bò thịt 3B có hiệu quả cao thì người chăn nuôi cần nắm vững được các giai đoạn phát triển của chúng, từ đó để có thể đưa ra chế độ dinh dưỡng phù hợp. Trong đó thì giai đoạn bò vỗ béo có vai trò quyết định. Những con bò 3B khi đến 12 đến 14 tháng tuổi, chúng sẽ bước vào giai đoạn vỗ béo. Đây là giai đoạn quyết định đến sự thành bại của quá trình chăn nuôi bò thịt 3B. Giai đoạn bò vỗ béo thì nó là một giai đoạn rất là quan trọng, như với tôi gọi là giai đoạn vàng. Khi trong giai đoạn vỗ béo thì nó sẽ đảm bảo và nó mang lại cái lợi ích tối đa cho bà con nông dân chúng ta hiện nay. Thì qua ba cái giai đoạn, thứ nhất là giai đoạn bê tách mẹ, và giai đoạn thứ hai là giai đoạn tạo khung, giai đoạn thứ ba giai đoạn vỗ béo, thì trong giai đoạn vỗ béo này chúng ta rất là phải chú trọng về cái thức ăn và cái lượng thức ăn tinh và lượng thức ăn thô xanh để ta cân đối cho hợp với con bò, để tránh cái tình trạng gọi là dư thừa thức ăn tinh hoặc là thức ăn thô xanh mà không mang lại lợi ích cho chúng ta nhiều. Thức ăn dùng để vỗ béo bò 3B mà anh Tuyền đang sử dụng hiện nay bao gồm thức ăn tinh hỗn hợp kết hợp với thức ăn thô xanh và thức ăn ủ chua. Căn cứ vào nguồn thức ăn có sẵn tại địa phương, anh Tuyền lựa chọn các loại nguyên liệu đảm bảo chất lượng để giảm giá thành đầu vào. Trong giai đoạn bò vỗ béo của tôi hiện nay thì gồm có 3 thành phần chính. Thứ nhất là bã bia, thứ hai là cám bột ngô và thứ ba là cám hỗn hợp. Thì hiện nay tôi đang dùng cái phương pháp ủ chua bột ngô, để tạo cho cái bột ngô này nó sẽ mềm và nó chín ra, nó giúp con bò tiêu hóa được tối đa. Đối với thức ăn thô xanh hiện nay thì với bà con nông dân nào chúng ta cũng phải áp dụng từng gia đình. Đối với gia đình nhà tôi thì khi giai đoạn vỗ béo thì chúng tôi sẽ cho ăn tăng cái lượng thức ăn ủ chua. Đó là gồm những cây ngô rơm, thì nó là cái vật chất khô nhiều nên khi con bò nó nhai lại nhiều nó sẽ rất là tốt. Thức ăn tinh được anh Tuyền phối trộn với tỷ lệ 30% cám hỗn hợp cộng 40% bã bia cộng 30% ngô nghiền. Anh Tuyền cho biết giai đoạn vỗ béo của bò 3B sẽ kéo dài trong khoảng 2 đến 4 tháng và được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, 1 đến 1,5 kg thức ăn tinh cộng với 35 đến 40 kg thức ăn thô xanh và ủ chua. Giai đoạn 2, 2 đến 3 kg thức ăn tinh cộng với 35 đến 40 kg thức ăn thô xanh và ủ chua. Giai đoạn 3, 3 đến 5 kg thức ăn tinh cộng 35 đến 40 kg thức ăn thô xanh và ủ chua. Đối với con bò AB thì hiện nay thì cũng rất nhiều người bà con nông dân mà khi tôi thấy là lạm dụng vào cái cám nhiều quá. Khi bà con cho ăn cám nhiều với con bò AB này trong cái thời tiết khí hậu mà nó nóng, nó sẽ không chịu được nhiệt và nó sẽ gây chướng bụng, đầy hơi. Thứ hai là dẫn đến cái tình trạng là liệt dạ cỏ. Thì bà con nông dân chúng ta là nên chú ý, không vào mùa nóng thì chúng ta cũng không nên vỗ béo bò vội. Và con bò AB này sẽ thích nghi với cái thời tiết mát từ tháng 8 trở đi. Sau khi vỗ béo, bò 3B sẽ đạt trọng lượng trung bình trên 500 kg một con và lúc này có thể bán thương phẩm được. Theo anh Tuyền, bò 3B là giống bò dễ nuôi, tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, để mở rộng quy mô nuôi bò, cần phải có quỹ đất để trồng cỏ hoặc có nguồn thức ăn ủ chua dự trữ từ trước đó. Thưa bà con, ngày hôm nay thì Góc Tư vấn đã nhận được nhiều thắc mắc của bà con hỏi về tình hình dịch bệnh trong lĩnh vực chăn nuôi thú y. Mở đầu sẽ là câu hỏi của khán giả Trần Văn Hoàn với số điện thoại 01647 3 số cuối 555 tại Mỹ Hà, Mỹ Lộc, Nam Định có hỏi: nhà tôi có nuôi một đàn bò 3B. Hai ngày nay thì bò có biểu hiện là bỏ ăn, đi ngoài phân lỏng có chất nhầy. Ngoài ra thì bình thường và chưa dùng thuốc gì. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục.
Vâng, thưa anh Hoàn, với những triệu chứng như anh mô tả, thì chuyên gia của chương trình chẩn đoán bò có thể đã bị bệnh tiêu chảy do nhiễm vi khuẩn đường tiêu hóa và cách khắc phục trong trường hợp này như sau. Dùng một trong các thuốc có hoạt chất sau: Flavonicol hoặc Amoxicillin hoặc Doxycycline hoặc Ceftiofur. Tiêm bắp một lần một ngày trong 5 ngày liền, liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Ngày đầu tiên tiêm 2 mũi kháng sinh sáng chiều, những ngày tiếp theo tiêm mỗi ngày 1 mũi. Điều trị triệu chứng và trợ sức nâng cao thể trạng như sau: dùng thuốc caffeine cộng vitamin B1C, tiêm bắp một lần một ngày trong 3 đến 5 ngày liền, liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Dùng chất điện giải glucose cộng vitamin ADE cộng vitamin B-complex cộng men tiêu hóa cho uống 10 ngày liền. Bổ sung men tiêu hóa sống và vitamin ADE cộng vitamin B-complex khoáng chất Premix vào thức ăn cho ăn 2 tháng liền. Vệ sinh tiêu độc chuồng nuôi bằng dung dịch thuốc sát trùng để diệt mầm bệnh ngoài môi trường. Tiếp theo chương trình là câu hỏi của khán giả Nguyễn Văn Bộ với số điện thoại 09763 số cuối 744 tại Lệ Chi, Gia Lâm, thành phố Hà Nội có hỏi: nhà tôi có đàn bò 3B từ 9 tháng cho đến 12 tháng tuổi. Một tháng nay thì bò có hiện tượng là ho và ho dai dẳng, chưa dùng thuốc gì, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Vâng, thưa anh Bộ, chuyên gia chẩn đoán bò bị bệnh viêm phổi và cách khắc phục như sau. Vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ, khô và chống gió lùa. Dùng thuốc để tiêm Gentatilo hoặc Penumotic hoặc Benstep hoặc Canatialin theo chỉ dẫn. Kết hợp dùng C cộng B1. Khán giả Nguyễn Tuấn với số điện thoại 0988 3 số cuối 199 tại Đông Anh, thành phố Hà Nội có hỏi: nhà tôi có nuôi một con bò 3B được 10 tháng tuổi. Hai ngày nay thì bò có hiện tượng là chảy nước dãi, lè lưỡi, ăn kém và gầy, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Thưa anh Tuấn, chuyên gia chẩn đoán có thể bò đã mắc bệnh cúm, cách khắc phục trong trường hợp này như sau. Dùng thuốc diệt vi khuẩn bội nhiễm Doxycycline hoặc Amoxicillin hoặc Gentatilo hoặc Oxytetracin hoặc Neotesone hoặc Ampicana hoặc Canamycin hoặc Teamulin, liều lượng và cách dùng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Dùng thuốc bồi bổ và nâng cao sức đề kháng cơ thể, vitamin C cộng B1 cộng B12 và caffeine, tiêm theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Nếu có điều kiện, dùng dung dịch glucose 5-10%. Với liều lượng 500-1000ml một ngày, tiêm truyền chậm vào tĩnh mạch một lần. Dùng thuốc giảm viêm Dexamethasone, tiêm ngày một lần theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Với phác đồ trên, điều trị liên tục 3-5 ngày. Sau 5 ngày điều trị, dùng thuốc tẩy giun sán Ivermectin hoặc Mebendazole hoặc Levamisole dùng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Kính thưa bà con, trong phần thời lượng cuối của chương trình, chúng tôi sẽ trả lời thắc mắc của khán giả Vũ Văn Bảy với số điện thoại 0978 3 số cuối 981 tại Tiền Phong, Mê Linh, thành phố Hà Nội có hỏi: bò đực 3B cho phối giống với bò mẹ là giống Brahman, hỏi bò con để lại làm bò giống có được bao nhiêu phần trăm của bò đực 3B? Anh Bảy thân mến, chuyên gia của chương trình đã giải đáp thắc mắc của anh như sau. Nếu cho bò đực 3B thuần chủng phối giống với bò mẹ giống Brahman thuần chủng màu đỏ, khi đó thì thế hệ con lai sẽ có 50% máu của bố và 50% máu của mẹ. Màu sắc thông thường sẽ pha trộn giữa bò mẹ và bò bố. Tuy nhiên, gen quy định màu sắc, da và lông còn tùy thuộc vào tính trội của mỗi giống mà con sinh ra màu sắc nghiêng nhiều về bố hay mẹ. Thưa bà con, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình khuyến nông ngày hôm nay của chúng tôi tại đây. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.